quý vị, ngày 15 tháng 4, thông tin về vụ bắt giữ Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra tại thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, ngày 30 tháng 12, 2020. Sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, từ tháng 10 đến tháng 12, 2020 căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tiến Hùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại điều 227 Bộ luật hình sự ngày 6 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trên. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Yên Bái trước đó đã bắt giữ Lăng Đức Hân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Ngọc Tâm và 8 đối tượng khác về các tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái xác định lợi dụng hợp đồng nổ mìn phá đá làm đường vào mỏ tại núi Ngàn, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, đối tượng Lăng Đức Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngọc Tâm cùng đồng phạm đã sử dụng gần 3 tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quặng trị kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ núi Ngàn với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng. <laughs>